Hello, chị Út. Em một ly sữa đậu nành. À mới mua rồi bà. Dạ con mới mua mất rồi. Đi Sài Gòn nữa Bin ơi, đi Sài Gòn, ở Sài Gòn 5-6 ngày nữa lận. Sợ mua sách đồ theo, sợ hư với lại sách đồ theo nặng á. Mà có đi với hai đứa nhỏ nữa. Ba ly và đồ đầm đề hơn rồi, nên hên xui nha. Đây phải đi ghé lên Sài Gòn thêm 5 ngày ở Sài Gòn nữa. Sữa cho Bèo ơi. Bèo ơi, không sữa cho Bèo ơi. Dạ. Cho cái ghế mà. Đây rồi. Ok. Ngay rồi. Giờ là nhà mình đi Đà Lạt mọi người ơi. Làm duyên, ba quay phim cho ba có chụp hình đâu mà làm duyên. Ba. Đổ sữa đó nha. Siêu quậy. Khi mồm siêu quậy. Này bà đây, đây, đây. Đây hai bánh trước ạ. Khoai lang đây ạ. Bánh trước xong lại đi. Đó, khoai lang bánh. Ủa đi có bánh này đó, bánh ngon đó. Nè, bánh này. Khoai lang này, ai ăn khoai lang này. Cầm đi, cầm đi lên, cầm đi dạ. Đó là anh em ơi. Đó là em ơi. Kaka, hello đi. Kaka hello đi. Hello. Kaka siêu quậy ơi. Kaka siêu quậy. Được không mà bà? Này sữa hay này. Dạ bà. Thôi live stream cho anh em biết cái cảm giác Đà Lạt thôi. Bye bye.